Quý vị thân mến, có thể nói là thức ăn thủy sản là một trong những ngành công nghiệp đang phát triển ở Việt Nam. Tuy nhiên, bởi vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong thời gian vừa qua mà ngành công nghiệp này đã phải đối mặt với không ít những thách thức. Và một số doanh nghiệp thì mặc dù là phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và biến cố trong thời gian vừa rồi, nhưng vẫn nuôi dưỡng một niềm hy vọng rằng là năm 2022 sẽ là một năm đầy bứt phá của ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi thủy sản. Và giải pháp của vấn đề này là gì đây? Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ những vị khách mời là những nhân vật của tập đoàn Robex Việt Nam, là một tập đoàn hàng đầu với lĩnh vực thức ăn chăn nuôi thủy sản, để cùng lắng nghe những chia sẻ quý vị nhé. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón hai nhân vật trong chương trình ngày hôm nay. Xin được giới thiệu tiến sĩ Lê Văn Khoa, là giám đốc kỹ thuật toàn quốc. Xin chào MC Kim Quý, xin chào quý khán giả đang xem truyền hình. Dạ vâng ạ. Và Kim Quý xin được giới thiệu tiến sĩ Trần Ngọc Thiên Kim, là giám đốc công thức. Xin chào MC Kim Quý và xin chào quý vị khán giả đang theo dõi truyền hình. Thưa quý vị, trước khi bắt đầu với buổi trò chuyện ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với những ghi nhận của chúng tôi về thị trường thức ăn nuôi trồng thủy sản trong thời gian vừa qua. Theo báo cáo của Vietnam Report, thời gian vừa qua, ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghiệp ở Việt Nam đã tăng trưởng ngoạn mục, đạt bình quân từ 13 đến 15% một năm. Qua đó, Việt Nam trở thành quốc gia đứng thứ 10 thế giới và số 1 khu vực Đông Nam Á về sản lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp. Xác định được mục tiêu phát triển bền vững, lâu dài, nhiều doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi đã hướng tới các sản phẩm thân thiện, an toàn với môi trường và giảm công sức, chi phí vận hành cho hộ chăn nuôi. Có thể thấy ngành cung ứng thức ăn thủy sản là một trong những ngành công nghiệp rất là phát triển và Việt Nam là một trong những quốc gia đi đầu trong lĩnh vực này. Và khi nhắc tới lĩnh vực cung ứng thức ăn thủy sản thì không thể nào không nhắc tới tập đoàn Robex Việt Nam. Vậy thì không biết là tiến sĩ Trần Ngọc Thiên Kim có thể chia sẻ là trong suốt quá trình vừa qua thì tập đoàn Robex Việt Nam đã làm gì để có thể thực hiện tốt vai trò này của mình ạ? Robex cùng với người dân Việt Nam đã đồng hành hơn 20 năm. Hơn ai hết thì Robex đã hiểu được những cái khó khăn của người nuôi tôm tại Việt Nam và luôn có những cái hỗ trợ kịp thời để có thể phát triển bền vững. Thì ngoài cái thức ăn chất lượng cao hàng ngày mà Robex đã sản xuất, hiện nay thì Robex cũng đã định hình mình như một công ty sản xuất thức ăn chức năng đầu tiên tại Việt Nam. Và với cái công nghệ sản xuất thức ăn chức năng, Robex cam kết có thể hỗ trợ hơn về mặt tăng trưởng và phòng bệnh tốt hơn thông qua cơ chế tăng cường miễn dịch tự nhiên cho đàn tôm. Thì công nghệ sản xuất thức ăn của Robex về thức ăn chức năng được có 3 yếu tố quan trọng nhất. Thứ nhất đó là công nghệ sản xuất tiên tiến từ Đài Loan, một đất nước có nền phát triển thức ăn tôm cả hàng trăm năm. Thứ hai đó là công nghệ nguyên liệu luôn luôn tươi mới và luôn luôn cao cấp. Và cái cuối cùng quan trọng nhất đó là công nghệ phụ gia độc quyền chỉ được sản xuất riêng tại Robex. Thì với cái thức ăn chức năng đó mà Robex rất là tự tin có thể hỗ trợ người dân trong mọi cái hoàn cảnh khó khăn. Vừa rồi thì tiến sĩ Thiên Kim có nhắc đến thức ăn chức năng và có thể thấy là đây là xu hướng và cũng là giải pháp của các bà con trong việc nuôi trồng thủy sản. Vậy thì tiến sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về lợi ích của thức ăn chức năng được không ạ? Thì với cái thức ăn chức năng, người dân có thể có được những cái lợi ích, đó là tiến tới hoàn toàn loại bỏ kháng sinh và những cái chất khử trùng ở trong môi trường nuôi. Như vậy thì có thể nói là nuôi trồng thủy sản ngày càng phát triển bền vững hơn. Thứ hai là tôm với cái sự hệ miễn dịch tự nhiên khỏe hơn thì tôm cũng có thể dễ dàng vượt qua những cái bất lợi của môi trường nuôi. Thì khi mà tôm phát triển tốt hơn thì dĩ nhiên sẽ năng suất tốt hơn và có lợi nhuận cho người dân. Và một cuối cùng, theo cái báo cáo gần đây nhất cho cái phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững tại Việt Nam, người ta cho thấy rằng là tỷ suất sinh lợi nhuận trên doanh thu của cái thức ăn chức năng trong trường hợp chẳng may mà xảy ra dịch bệnh thì cao hơn 20% so với lại chỉ có 8% so với là ăn thức ăn hàng ngày. Cho nên việc sử dụng thức ăn một cách đúng cách trong những cái giai đoạn bất lợi sẽ đem đến một cái đảm bảo hơn về tài chính cho người dân.
Rất cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Trần Ngọc Thiên Kim. Có lẽ rằng quý vị khán giả và đặc biệt là bà con đang chăn nuôi thủy sản theo dõi chương trình ngày hôm nay cũng sẽ yên tâm hơn rất là nhiều, phải không ạ? Vậy thì với tiến sĩ Lê Văn Khoa, cho phép Kim Quý được hỏi một chút xíu về một mô hình mà gần đây cũng được rất là nhiều người quan tâm, mô hình Grow Farm, là một mô hình trại nuôi bền vững của tập đoàn Growbest Việt Nam. Vậy thì tiến sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về Grow Farm để cho mọi người cùng biết không ạ? Thì từ năm 2020 ấy, thì Growbest đã phát triển cái mô hình nuôi chúng tôi gọi là mô hình nuôi tôm công nghệ cao Growfarm. Thì cái mô hình nuôi công nghệ cao Growfarm này thì nó bao gồm những cái năm cái điểm như sau. Điểm thứ nhất ấy, khi mà chúng ta thực hiện cái mô hình Growfarm ấy thì cái nhân viên kỹ thuật của Growbest sẽ tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng là thiết kế cái hệ thống ao nuôi mới cũng như là chỉnh sửa các hệ thống ao nuôi cũ để cho nó phù hợp với lại cái điều kiện hiện tại. Cái thứ hai nữa là tư vấn cho khách hàng lựa chọn cái con giống, lựa chọn con giống thông qua cái hệ thống các công ty mà cung cấp giống liên kết với Growbest để cho chọn được con giống phù hợp. Cái việc thứ ba ấy là như tiến sĩ Kim có trao đổi, tức là với cái sự phát triển các cái sản phẩm chức năng thì kỹ thuật của Growbest sẽ tư vấn cho bà con cái chương trình dinh dưỡng phù hợp. Cái thứ tư ấy là cái dịch vụ chúng tôi gọi là dịch vụ mobile lab, tức là cái dịch vụ kỹ thuật tại farm nuôi. Thì thông qua cái dịch vụ kỹ thuật tại farm nuôi ấy, thì nhân viên kỹ thuật của Growbest sẽ trên cái cơ sở là đánh giá cái chất lượng của gan tụy, rồi đường ruột cũng như là cái khả năng bắt mồi của con tôm ấy, thì sẽ tư vấn cho khách hàng một cái phương pháp mà tốt nhất, nhanh nhất nếu như mà cái con tôm mà chúng ta không được khỏe. Cái thứ năm ấy là Growbest sẽ tư vấn cho khách hàng cái chi phí trên 1 kg tôm một cách hợp lý để mà có cái lợi nhuận là tốt nhất. Và thứ hai nữa là cái khả năng vận hành được cái farm nuôi được lâu nhất cũng như là cái giãn cách giữa các cái vụ nuôi được ngắn nhất. Thì đấy là những cái năm cái điểm mà cái quy trình nuôi tôm công nghệ cao Growfarm của Growbest đang phát triển và đã và đang thành công trong cái thời gian vừa qua. Wow, có thể thấy đây là một loại hình mà được tập đoàn Growbest Việt Nam rất là đầu tư và lên kế hoạch chi tiết cho loại hình này để có thể đồng hành cùng với bà con nông dân trong việc chăn nuôi thủy sản. Vậy thì tiến sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn là những đối tượng chăn nuôi và những loại hình chăn nuôi nào sẽ phù hợp với mô hình Growfarm này ạ? Vâng, thì hiện nay ấy, có 3 cái đối tượng nuôi chính là đối tượng là tôm thẻ chân trắng, tôm sú, tôm càng xanh, cũng như là các hình thức nuôi tôm ấy, thì là từ hình thức nuôi truyền thống đến hình thức nuôi siêu thâm canh, hình thức thâm canh, hình thức nuôi siêu thâm canh. Thì tất cả những cái đối tượng cũng như các cái hình thức nuôi này ấy, thì khi mà sử dụng thức ăn chức năng thì đều giúp cho cái con tôm khỏe. Thế thì tất cả các cái đối tượng này cũng như các hình thức này đều có thể sử dụng cái chức năng, thức ăn chức năng. Dạ vâng ạ. Rất là cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ. Và thưa quý vị, nếu như chúng ta vẫn còn thắc mắc về những lợi ích của mô hình Growfarm này, cũng như là chúng ta muốn tìm ra những địa chỉ cung ứng uy tín, thì ngay bây giờ Kim Quý xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một đoạn phóng sự sau đây nhé. Được thành lập vào đầu năm 1974 tại Đài Loan, Growbest luôn duy trì vị thế dẫn đầu trong nghiên cứu và phát triển các sản phẩm thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc tự nhiên, không chứa chất kháng sinh, nhằm hướng đến nuôi trồng bền vững và thân thiện với môi trường. Trong đó có thể kể đến các sản phẩm thức ăn chức năng cho tôm ương, thức ăn miễn dịch, phòng bệnh, thức ăn tăng trọng mang thương hiệu Growbest. Do có nguồn gốc hữu cơ nên thức ăn Growbest ít bụi, ít tiêu hao, giúp hệ miễn dịch được điều hòa tự nhiên, tăng cường sức khỏe đường ruột, tăng khả năng sống sót. Với hỗn hợp độc quyền gồm các vitamin và khoáng chất hữu cơ được xử lý qua quá trình công nghệ lên men sinh học, giúp tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng, kích thích sự thèm ăn, ngăn chặn tình trạng bùng phát thành dịch bệnh. Nhờ sử dụng các sản phẩm Growbest, nhiều hộ nông dân trên cả nước đã gia tăng lợi nhuận thu hoạch, cải thiện năng suất, đồng thời còn giúp quản lý môi trường sạch bền vững. Bên cạnh những thức ăn tốt chất lượng của Growbest thì
còn có những cái đội ngũ kỹ thuật giám sát rất là tuyệt đại và hướng dẫn rất là tận tình cho vuông tôm và để có được thành quả như ngày hôm nay. Bắt nguồn từ sứ mệnh giúp tôm lớn nhanh, lớn mạnh, lớn vững chắc, Robex Việt Nam đã tiến hành ứng dụng mô hình Growth Farm một cách rộng rãi thông qua sự hợp tác với các đối tác người nuôi tại nhiều tỉnh thành. Tính đến cuối năm 2021, hàng trăm hộ nuôi tôm áp dụng mô hình Growth Farm của Robex đã cho đánh giá tốt với lợi nhuận vượt trội. Qua đó có thể thấy, sử dụng thức ăn chức năng và các mô hình chăn nuôi khoa học hiện đại đang ngày càng phổ biến và trở thành xu thế của ngành thủy sản trên thế giới. Đây cũng chính là giải pháp của tương lai để giúp quản lý nguy cơ bệnh dịch và nâng cao giá trị ngành thủy sản. Hiểu và tiếp cận được xu hướng này có thể giúp nông dân Việt Nam nắm bắt cơ hội và vững vàng hơn trước những biến đổi của môi trường. Sau khi theo dõi đoạn phóng sự vừa rồi thì cho phép Kim Quý được hỏi tiến sĩ Thiên Kim một chút. Có thể thấy là ngành thức ăn chăn nuôi thủy sản hiện tại đang rất là phát triển và với mô hình Grow Farm vừa rồi thì cũng giúp cho bà con nông dân rất là nhiều trong việc đảm bảo được chất lượng đầu ra cũng như là năng suất nè, và cũng là một cái tiềm lực rất là lớn để thúc đẩy ngành thức ăn chăn nuôi thủy sản của Việt Nam phát triển. Vậy thì chị có thể chia sẻ là trong thời gian sắp tới định hướng của tập đoàn Robex Việt Nam sẽ như thế nào trong lĩnh vực này không ạ? Thì trong giai đoạn sắp tới đây, Robex sẽ phát triển thêm các dòng sản phẩm thức ăn chức năng để giống như mà Kim vừa mới đề cập, trong những giai đoạn khác nhau, trong những điều kiện thời tiết khác nhau đều có thể hỗ trợ tốt nhất đối với người nuôi tôm. Thì ngoài chuyện đó ra, ngoài thức ăn ra thì như thế nào nữa? Đó là liên quan tới là áp dụng khoa học công nghệ. Thì tiến sĩ Khoa có thể chia sẻ thêm làm sao để cái mô hình Grow Farm mình có thể phủ rộng hơn tới các bà con. Thì như vậy kết hợp giữa thức ăn và mô hình Grow Farm sẽ đem đến cái vụ nuôi tôm thành công và bền vững hơn cho người dân. Tiến sĩ Khoa có thể chia sẻ. Trong năm 2022 ấy, thì Robex phối hợp với các công ty về mặt công nghệ thông tin cũng như về các thiết bị để mà phát triển các cái hệ thống ứng dụng, các cái hệ thống ví dụ như là các cái hệ thống đo đạc các thông số môi trường tự động cũng như là cho ăn thông minh và cái hệ dữ liệu lớn. Như quý vị đã biết đấy, Grow Farm là một mô hình mở cho nên Grobet sẽ giúp cho bà con tối ưu hóa cái mô hình nuôi của bà con. Qua những chia sẻ của tiến sĩ Lê Văn Khoa và tiến sĩ Thiên Kim thì có thể thấy là ngành thức ăn nuôi trồng thủy sản cần phải phát triển song hành để đồng hành cùng với bà con trong lĩnh vực này và cũng như là sẽ trở thành một tiềm lực vững mạnh giúp cho Việt Nam của chúng ta trở thành một trong những quốc gia hàng đầu về lĩnh vực thức ăn nuôi trồng thủy sản. Rất là cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Lê Văn Khoa và tiến sĩ Trần Ngọc Thiên Kim trong chương trình ngày hôm nay và hy vọng rằng với những chiến lược, với sự đầu tư cũng như là chỉnh chu của mình trong mọi quá trình vận hành của tập đoàn Robex Việt Nam thì hy vọng rằng Robex Việt Nam sẽ trở thành một trong những tập đoàn hàng đầu luôn luôn đồng hành và luôn luôn phát triển cùng với bà con nông dân Việt Nam. Cảm ơn anh chị rất nhiều vì đã dành thời gian tham dự chương trình ngày hôm nay.